Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập được nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm trang sử vàng của quân đội, dân tộc và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa, thiêng liêng của Tổ quốc. Từng đoàn tàu ra khơi và lướt nhanh về phía mặt trời, biển Tổ quốc tôi hùng vĩ, non sông gầm vóc ngàn năm. Xin chào những người con của biển, chào những chiến hạm hiên ngang, xin chào đất liền yêu dấu ta xa nơi đảo xa. Vang lời ru của biển, nghe đâu đây tiếng gọi khơi xa. Xin chào nhé mẹ hiền Tổ quốc, tàu ta ra khơi. Biển gọi tên chúng tôi, những chiến sĩ cánh giữa đất trời. Biển Việt Nam tôi, sóng dội trường sa, sóng gọi hoàng sa. Chào nhé mẹ hiền Tổ quốc, tàu ta ra khơi.
nhân hải quân nhập ngũ năm 1972. Lời đầu tiên xin được gửi tới toàn thể các đồng chí lời chào trang trọng nhất. Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể các đồng chí và gia đình. Thưa các đồng chí, trong không khí hân hoan của thành phố Hải Phòng chào mừng 67 năm ngày giải phóng, chúng ta những người lính năm xưa tụ hội về đây, tay bắt mặt mừng cùng nhau ôn lại bao kỷ niệm tươi đẹp của thời thiếu nữ trong quân ngũ. Ngày nào tóc vẫn còn xanh, bây giờ sợi bạc chen quanh mái đầu. Xưa lúng liếng, mắt bồ câu, giờ chân chim dẫm hằn sâu nét dài. Tuổi cao vẫn thắm nụ cười, gặp nhau gương mặt rạng ngời nét vui. Xin chúc buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm nhập ngũ của nữ cựu quân nhân Hải quân năm 1972 thành công tốt đẹp. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu đến dự cùng buổi họp mặt của chúng ta. Đồng chí Lê Sĩ Toản, Trung tá, Phó trưởng phòng tuyên huấn Bộ Tư lệnh Hải quân. Đồng chí Mai Đăng Tân, cán bộ phòng quân lực. Đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Minh, phòng quần chúng quân chủ. Đồng chí Nguyễn Phương Thùy, đại diện Ban Liên lạc Hội Nữ cựu quân nhân khu vực Hải Phòng. Anh Nguyễn Xuân Tín, nguyên trưởng phòng đăng kiểm Hải quân. Anh Vũ Trọng Trung, anh Vũ Ngọc Biền, anh Cao Bá Thân, anh Dương Đoàn, anh Hoàng Quảng cùng tất cả các đồng chí về đây dự buổi họp mặt. Sau đây mời các đồng chí đại biểu lên tặng hoa và quà. Mời đồng chí Nguyễn Phương Thùy lên tặng hoa và quà cho hội. Và đồng chí Mai Yến Thành lên nhận hoa và quà. Có những bài ca không bao giờ quên. Bài ca tôi không quên những ngày vất vả. Bài ca tôi không quên. Đấy là nội dung bản độc tấu saxophone của đồng chí Hoàng Quảng.
Đồng chí Thu Trang đại diện cho nữ quân nhân Hải Phòng lên trình bày bài Dáng Đứng Bến Tre. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trọng Trung, nguyên trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ. Chúng ta từ năm 1972 hôm nay đã về dự với chúng ta. Xin mời tốt nữ lên hát bài Hát Mãi Khúc Quân Hành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên đọc lời khai mạc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, nữ quân nhân, hải quân của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1972 thân mến. Trước hết, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin gửi lời chào nồng nhiệt và trân trọng tới các vị khách quý và toàn thể chị em, nữ quân nhân Hải quân 1972 yêu quý. Thưa các đồng chí và các bạn, 50 năm đã qua kể từ ngày chị em chúng ta cùng nhau rời quê hương, gia đình ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng. Với trái tim đầy nhiệt huyết của lứa tuổi 18 đôi mươi, với tâm hồn ngây thơ trong trắng, cộng với lòng yêu nước căm thù giặc Mỹ dã man đã dày xéo lên quê hương đất nước ta. Đặc biệt là chúng ta đã trực tiếp chứng kiến cảnh chúng leo thang, chiến tranh phá hoại miền Bắc, bắn phá tan hoang làng mạc, thành phố của chúng ta và giết hại bao thường dân vô tội. Đó là dấu ấn không thể nào quên đã theo ta suốt chặng đường dài, giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và nghị lực để học tập, rèn luyện và làm việc hết mình, quyết tâm phục vụ đất nước, phục vụ quân đội cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm là khoảng thời gian không đáng kể đối với tự nhiên, nhưng đối với một con người thì đó đã là già lửa cuộc đời. Thể theo nguyện vọng của nhiều chị em muốn tổ chức cuộc gặp mặt để được tâm sự cùng nhau, chia sẻ tình cảm bao nhiêu ngày xa cách. Hôm nay, ban liên lạc hội đồng ngũ 1972 của nữ quân nhân Hải quân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên đứng ra đồng tổ chức cuộc gặp mặt cho chị em ta được hội ngộ và thỏa lỗi nhớ mong. Còn nhớ tháng 5 năm 1972, chị em ta nhập ngũ và được điều về một đơn vị hải quân mang tên tiểu đoàn 9 ở đảo Quán Hoa để huấn luyện tân binh. Những ngày đầu đặt chân lên đảo còn nhiều bỡ ngỡ, đêm đêm còn khóc nhớ nhà như con trẻ. Nhưng rồi thời gian qua đi, chị em ta đã miệt mài học tập. Sau 3 tháng luyện rèn, chúng ta đã là những cánh chim cứng cáp tung bay về mọi miền đất nước, về các đơn vị hải quân và cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có chị em đã viết đơn bằng máu của mình tình nguyện tham gia chiến dịch. Sau giải phóng miền Nam, một số chị em đã vào các đơn vị hải quân và các cơ quan phía Nam để tiếp tục công tác. Cuộc sống quân ngũ đã tôi luyện cho ta thành người lính có bản lĩnh, sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì và đã gắn bó với nhau bằng tình đồng đội sâu sắc. Điều đó đã lý giải vì sao sau 50 năm rồi chúng ta vẫn gặp nhau ở đây giữa thành phố hoa phượng đỏ thân yêu, rực rỡ sắc màu của những công trình kỳ vĩ nên thơ. Hôm nay gặp nhau đây trong tình cảm bồi hồi xúc động, nhớ đến những chị em đồng ngũ đã mãi mãi ra đi, và trong số những người còn đây thì có những người 50 năm chưa một lần gặp lại. Nên gặp nhau tay bắt miệng cười, nét mặt thì nhớ tên người lại quên. Hôm nay gặp nhau đây trong bối cảnh Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên lớn mạnh, cả nước ta đang ngày càng lung linh, tươi đẹp, ta cảm thấy thêm yêu cuộc sống này, càng tự hào vì mình cũng đã góp một phần nho nhỏ để làm nên kỳ tích. Giờ đây, sao quân ngũ lâu rồi, nhưng chúng ta mỗi người mỗi ngả, mỗi hoàn cảnh, nhưng cũng có chung một niềm tin và một tình yêu mãnh liệt bắt nguồn từ tình đồng ngũ 50 năm về trước. Thưa các đồng chí và các bạn thân yêu, từ những thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên của 50 năm trước, nay chúng ta đã sắp sang tuổi 70, đã thành mẹ, thành bà với đàn con cháu đông đảo, sức khỏe đã không còn được như xưa, mái đầu đã điểm bạc, quả thật là một chặng đường rất dài. Hãy bằng lòng với những gì mình có và hãy vững tin bước tiếp một chặng đường 50 năm nữa và luôn mang trái tim mình tình đồng đội cao cả. Thủy chung xin chúc mọi người cùng đại gia đình của mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, con cháu thành đạt, giỏi giang và luôn giữ mãi trong tim tình đồng đội thiêng liêng 50 năm bền chặt. Tinh thần đồng đội của nữ quân nhân Hải quân 1972 sẽ còn mãi với thời gian. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Hải lên phát biểu cảm tưởng. Kính thưa các đồng chí thủ trưởng thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, kính thưa đồng chí Nguyễn Phương Thùy, nguyên trưởng ban nữ công Bộ Tư lệnh Hải quân, trưởng ban liên lạc hội cựu quân nhân nữ Hải quân, kính thưa đồng chí Trung, đồng chí Biền, nguyên là thủ trưởng cũ của huấn luyện chiến sĩ gái Hải quân, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, hôm nay tôi và chị em chúng ta rất vui mừng phấn khởi được gặp nhau tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, nơi thủ phủ của Bộ Tư lệnh Hải quân.
cho phép tôi được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em mạnh khỏe, chúc kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 50 năm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những cô gái thôn quê của đất Hải Hưng cùng các cô gái của thành phố Hải Phòng với truyền thống của người, với truyền thống của quê hương anh hùng, cùng với truyền thống của phụ nữ Việt Nam, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Chị em chúng ta đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tháng 5 năm 1972, rất may mắn cho chị em chúng ta được đặt chân trên mảnh đất Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 170, Bộ Tư lệnh Hải quân tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, là nơi đánh dấu một bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời sự nghiệp cô lính trẻ. Hành trang bước vào đời của chúng ta là chiếc mũ gắn ngôi sao lấp lánh, là chiếc ba lô, đôi dép cùng bộ quân phục được phối màu trang nhã. Trên ve áo cài quân hàm binh nhì phù hiệu mỏ neo cùng hai búi tóc trái đào làm rạng rỡ bờ vai. Hình ảnh ấy làm tăng thêm sự rạng rỡ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ gái hải quân. Trong 3 tháng huấn luyện cơ bản, ngày đầu tiên tôi ấn tượng nhất là đội phân công chúng tôi về các trung đội, tiểu đội. Khi đọc tên lên tiểu đội tôi, đồng chí Nguyễn Thị Quanh là tiểu đội trưởng, đồng chí Phạm Thị Hải làm tiểu đội phó. Tất cả chị em đều cười ồ lên làm tôi xấu hổ quá. Vì đồng chí Quanh thì rất là to lớn, còn tôi thì đen và bé lót chất. Trong huấn luyện cơ bản, nhiều động tác mới lạ, chị em chúng tôi ai cũng lúng túng. Nhất là động tác đội ngũ bên phải quay, bên trái quay. Chúng tôi còn vẫn lẫn lộn, chúng tôi thường đùa với nhau. Chân có lạt quay, chân không có lạt quay. Bắn chúng trên thao trường, có đồng chí bóp cò xong, vứt súng luôn. Còn nhiều bài tập cơ bản khác cũng rất khó khăn với chị em chúng tôi. Xong tất cả chị em chúng tôi đều cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thế là thấm thoát 3 tháng huấn luyện ngắn ngủi đó, chúng ta sống bên nhau sao mà ấm áp thế. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào chúng ta còn bỡ ngỡ, nhìn nhau lặng lẽ chẳng nói nên lời. Rồi thời gian trôi đi và tình cảm của chúng mình cũng lớn nhiều nên trong sự yêu thương đùm bọc của đồng chí, đồng đội, trung đội, đại đội thân yêu của chúng ta. Cũng chính tại đấy và ở chính mảnh đất thân yêu đó, chúng ta đã được trang bị những kiến thức cơ bản của người lính, được tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao trên nhiệm vụ công tác 3 năm phục vụ trong quân ngũ. Trên từng cương vị công tác khác nhau, chị em chúng tôi đều có tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như đồng chí Thành đã báo cáo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, nhiều chị em được ở lại quân ngũ, một số chị em được đi học, chuyển ngành sang dân chính, số chị em về địa phương công tác, trong công tác tại các đơn vị mới, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chị em chúng tôi vẫn tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành. Trong công tác, dù ở cương vị nào, chị em chúng tôi vẫn luôn luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Và tôi may mắn được về dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân chủng Hải quân tại Bộ Tư lệnh. Đặc biệt năm 2008, tôi được dẫn đoàn cán bộ tỉnh Hải Dương đi thăm và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ Trường Sa tại Trường Sa lớn, Phan Vinh, Liêm Yết và nhà giàn DK1. 11 ngày lênh đênh trên biển cả, càng thấy rõ sự vất vả của cán bộ chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương. Lúc đó, ký ức người ngày quân ngũ lại trở về trong tôi. Và rồi về với đời thường, với bao lo toan bồn bề của cuộc sống, chị em chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau thông qua hội tình nghĩa những người lính biển tỉnh Hải Dương
và Hội Cựu Nữ Quân Nhân Hải Quân do đồng chí Thùy làm trưởng ban liên lạc. Tuy không đầy đủ, nhưng hôm nay, sau 50 năm, những cô gái trẻ ngày ấy nay đã trở thành bà nội, bà ngoại. Và hôm nay được gặp nhau trong không gian ấm cúng này, vẫn díu dít, tay bắt mặt mừng, ngỡ như mình vẫn còn là cô gái trẻ 17, 18, đôi mươi, vẫn trẻ trung xinh đẹp, vẫn thích mặc áo lính chụp ảnh để rồi lên Facebook Zalo thời đại 4.0 mà. Ước gì thời gian quay trở lại để chị em chúng ta có thể cùng nhau hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp đó. Kính thưa toàn thể các đồng chí và chị em, những năm tháng gian khổ hào hùng ấy đã qua đi, nhưng những kỷ niệm của tuổi trẻ ngày ấy vẫn còn vang mãi, rạo rực, thổn thức mãi trong tim mỗi chúng ta, vẫn vẹn nguyên như thở ngày nào. Mỗi lần gặp nhau là một lần dạt dào biết bao cảm xúc. Yêu lắm, nhớ lắm, đại đội huấn luyện các chiến sĩ gái hải quân tiểu đoàn 9 thân yêu. Biết bao điều muốn nói, xong hãy để nhịp đập con tim của mỗi chúng ta cảm nhận. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc chị em cựu nữ quân nhân hải quân vui, trẻ, khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn là tấm gương cho con cháu và thế hệ sau noi theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Sĩ Toản lên sẽ cho chúng ta biết thật nhiều thông tin về tình hình biển đảo và tình hình quân chủng hải quân. Kính thưa các cô, các bác cùng toàn thể các đồng chí, xin phép được thông tin với các cô, các bác chuyên đề về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Mong rằng các cô, các bác cũng là những hạt nhân, là những người tiềm bối là đã từng công tác của quân chủng thì tiếp tục làm công tác tuyên truyền để nhân dân nắm vững được các cái chủ trương quan điểm của Đảng ta trong bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng. Và cuối cùng xin kính chúc các cô, các bác cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các cô, các bác đã quan tâm theo dõi. Các đồng chí, trong buổi họp mặt hôm nay có một người em gái là em của chị Nguyễn Dung đã gửi tặng chúng ta một bài thơ rất xúc động, rất chân tình, và Mai xin đọc ở đây để cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Có một thời con gái rất xa, tuổi 17 em dâng cho Tổ quốc, bom đạn thù làm sao em quên được, chiều đảo xa lặng nhớ quê nhà. Ngôi nhà nhỏ có dáng người của cha, dáng mẹ tảo tần bên đàn em thơ dài. Thành phố quê hương còn mình trong lửa khói, hoa phượng đỏ trời thắp nỗi nhớ vô biên. Chiều nay ngồi lặng nhớ triền miên, có hạt bụi nào vương vào khóe mắt. Đấy là của đồng chí, của em gái Nguyễn Thị Hoa, em chị Nguyễn Dương của chúng ta. Một thời thiếu nữ đã đi qua, có ai trẻ mãi lại không già, sinh lão bệnh tử trời ghi phán, sợ chết làm chi cháu để già. Xin cảm ơn. Sau đây anh cũng xin trở lại cái thời kỳ anh em chúng ta còn giặc Mỹ đang đánh phá miền Bắc. Nên là anh xin hát. Trước hết là tôi xin phép đại biểu, sau đó anh xin phép em trình bày bài Màu Hoa Đỏ, nhạc và lời của Thuận Yến. Có người lính mùa thu ấy đi từ ngoài tranh, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre.
theo biên cương trăm khơi sương núi, mẹ già ngoài mặt nhìn nhau. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, hồn một tóc vàng nối tương mòn. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống dựng cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa dựng cháy lên. Đồng chí Nguyễn Phương Thùy, trưởng ban liên lạc Hội Cựu Nữ Quân Nhân Hải Quân lên phát biểu cập. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em chúng ta, hôm nay tôi rất là vinh dự, rất là xúc động được đi dự một cái buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của các đồng chí cựu nữ quân nhân Hải Quân. Điều đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Kính thưa các đồng chí, chúng ta là những người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Một thời kỳ rất là gian khổ và hào hùng của đất nước, đặc biệt là năm 1972. Ở chúng ta không ai quên được một cái thời kỳ Mỹ đem bom B-52 giải thảm xuống miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hải Phòng và Hà Nội và một số tỉnh khác. Những cái thời kỳ đó thì là những thời kỳ gọi là thời kỳ máu lửa. Đi đâu là ta cũng thấy bom đạn, đi đâu là cũng thấy tang thương, đi đâu là cũng thấy chết chóc. Thế mà tôi nghĩ rằng là các đồng chí cũng như chúng tôi ngày đó là một cái nhiệt huyết hừng hực, thể theo nguyện vọng của Tổ quốc, tiếng gọi thiêng liêng của đất nước, thì chị em chúng ta năm 1972 là 150 đồng chí là nhân đường nhập ngũ vào quân chủng Hải quân. Cái thời kỳ đầu của chị em chúng ta thì lúc đó là những cô gái là mới rời ghế nhà trường, còn đang học phổ thông hoặc là vừa mới lại qua phổ thông. Cũng có chị, một vài chị là cũng đã đi làm giúp gia đình rồi. Nhưng mà trên khuôn mặt các chị đọng lại cái lúc đó là 16, 20, rất trẻ trung, rất là hồn nhiên và rất là ngây thơ. Đặc biệt là một cái trái tim của rất là nhiệt huyết của phụ nữ.
chị em của thanh niên, nữ thanh niên. Thế thì khi vào quân chủng thì các chị theo cái báo cáo của các chị thì các chị chúng ta không là những người trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng chúng ta ở rất nhiều các cái cương vị khác nhau, quân y này, nuôi quân này, thông tin này, văn thư bảo mật. Đấy là những cái, và đã có trong trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước là chúng ta đã có những cống hiến là quan trọng, những cống hiến. Có những chị đã còn cái theo cả tàu đi ra giải phóng Trường Sa, thì chúng ta có những cống hiến không nhỏ cho công cuộc giải phóng đất nước, thống nhất đất nước. Tuy rằng là những cái chiến tranh, những cái gian khổ thì chỉ có một mình chúng ta biết thôi, gian khổ chỉ có những người trong cuộc biết thôi, nhưng tôi nghĩ rằng là cái vinh dự tự hào là cả một thế hệ của chúng ta, là tổ quốc và nhân dân, là mãi mãi ghi nhớ công ơn của các đồng chí, ghi nhận sự công lao đóng góp của chúng ta. Năm 1900, sau năm 1975 thì có một số đồng chí là chúng ta xuất ngũ rồi thì ra quân, một số đồng chí thì vẫn tiếp tục ở lại cống hiến cho quân chủng. Thế nhưng mà ở bất cứ cương vị nào, là bất cứ cương vị nào, các đồng chí cũng hoàn thành, phát huy tốt cái truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát huy tốt truyền thống của quân bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đấy là thế. Thế hôm nay ấy, thì tôi nghĩ rằng là buổi gặp mặt của chúng ta sau 50 năm thì rất là xúc động. Nhìn trên cái gương mặt của các chị thì cái nét mà hồn nhiên thì cũng đã phai rồi. Thế nhưng mà cái người ta gọi là cái các chị đã lên bà nội bà ngoại hết rồi, cái gọi là cái sắc hồng phai trên má, đôi vai gầy thì đã gánh nặng rất nhiều lo âu, cho nên là khóe mắt các đồng chí là hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, tóc thì điểm bạc bạc nhiều rồi, phai xương rồi. Đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng như này, khi mà gặp các đồng chí, nhìn các cái nụ cười của các đồng chí, nhìn những cái cử chỉ các đồng chí, bắt tay rồi những cái tiếng cười các đồng chí, là tiếng cười của người lính không quên được. Những tiếng cười hào sảng, những cái cười hồn nhiên, những cười trong sáng, không một cái gọi là cái tiếng cười cống hiến ấy, gọi người lính không thể nào quên được các chị đấy. Năm tháng dù có qua đi nhưng mà những cái nét động lại của những tháng năm phục vụ trong quân ngũ của các chị không bao giờ qua đi cả. Cái bản chất, phẩm chất của các chị vẫn cứ giữ lại mãi mãi. Thế thì hôm nay thì tôi nghĩ rằng như này, tuổi xuân thì không bao giờ trở lại. 50 năm đã qua đi, chúng ta thì cũng đã gọi là cũng đã già rồi, cũng đã già rồi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở trong chúng ta, những cái người lính, chúng ta vẫn giữ mãi mãi cái phẩm chất của người lính. Và một lần nữa thì tôi nghĩ rằng này muốn chúc các chị là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, chăm cháu khỏe, dạy cháu ngoan. Thế và mãi mãi là một cái tấm gương mẫu mực để cho con cháu noi theo. Thế thì nhân dịp 50 năm một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu, cảm ơn chỗ các phòng tuyên huấn, rồi thì chỗ quần quân lực, phòng quần chúng, các đồng chí đã đến dự và có quà tặng cho hội nghị chúng ta. Và cũng đặc biệt là tôi nghĩ rằng như này, tôi vừa nghe cái bài phát biểu của đồng chí Thành, rồi cái bài phát biểu của đồng chí Hải. Đấy. Rồi tôi thấy rằng là rất là xúc động, bởi vì là chỉ có trong chúng ta những người mà đã trải qua như thế mới hiểu tận được những cái kỷ niệm không thể nào quên của chúng ta ngày hôm nay. Thế một lần nữa xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Sau đây trân trọng kính mời đồng chí Bích Ngọc lên đọc tham luận ạ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và các bạn. Tôi thay mặt nhóm nữ hải quân nhập ngũ năm 1972 tại Hải Phòng xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới các vị khách quý cùng toàn thể chị em lính 1972 yêu quý. Thưa các đồng chí và các bạn, tháng 5 năm 1972 là ngày nhập ngũ của chị em chúng ta. Tất cả mọi người được về tập trung tại tiểu đoàn 9
ở đảo Vạn Hoa để huấn luyện tân binh. Thời gian là 3 tháng, khi đó được đứng trong quân đội là lính của binh chủng hải quân, là niềm tự hào của tất cả chị em. Thời kỳ đó chiến tranh đang ác liệt nhất, chị em chúng ta đã xung phong gia nhập ngũ khi tổ quốc cần. Trong 3 tháng huấn luyện là thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ, gian khổ, vất vả, xa gia đình, quê hương. Chị em đã xác định được nhiệm vụ của người lính lúc bấy giờ. Tình đồng đội mãi mãi ghi sâu. Thế mà đến nay cũng đã 50 năm rồi. Được gặp nhau hôm nay thật cảm động vô cùng. Trong thời gian đó có những bạn đã được gặp nhau, bên nhau khi rời quân ngũ. Đến ngày hôm nay, một số mới được gặp mà mặt lại, nhiều lúc còn phải hình dung để nhớ lại ngày trẻ. Mãi mới nhận được nhau, có bạn thời gian trôi đi không thể hình dung ra được. Trong 50 năm đó, có bạn còn, có bạn mất. Đó cũng là nỗi buồn, song niềm vui khôn tả. Hôm nay, còn lại chị em chúng ta đây, trong dịp này đã được gặp và nhận ra nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa, hỏi thăm trong 50 năm qua, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, thật là thắm tình đồng đội. Vậy, còn lại thời gian tới, gặp mặt nhau rồi, chúng ta luôn gần nhau hơn, quan tâm thăm hỏi, động viên, sống tiếp những ngày còn lại. Nay chúng ta đã ở tuổi 70, quả thật là một thời gian rất dài, nhưng quỹ thời gian còn rất ngắn. Hãy vững tin bằng lòng và bước tiếp chặng đường về sau nữa, luôn mang trong mình trái tim tình đồng đội cao cả, chung thủy. Thủy chung, cuối cùng tôi xin chúc các đồng chí đại biểu và đồng đội của tôi cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành. Chúc lính nữ hải quân nhập ngũ năm 1972 bền chặt, đầy yêu thương. Xin cảm ơn ạ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh, đại diện cho Ban Liên lạc Hải Dương, lên phát biểu tham luận. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay tôi thật sự cảm động được gặp mặt các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí và được đứng đây nói lên cảm xúc của mình, mong rằng được chia sẻ tâm tư, tình cảm của tôi với các đồng chí. Lời đầu tiên, cho tôi gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, chúng ta ai cũng thế, tuổi thanh xuân không bao giờ trở lại hai lần. Trải qua 50 năm, ngày nhập ngũ, lần đầu tiên chúng ta được gặp mặt nhau tại đây. Những ngày này năm xưa, chị em chúng ta là những cô gái 18 đôi mươi, đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, xung phong lên đường nhập ngũ để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, là góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 50 năm qua, 50 năm đã qua đi, những cô gái 18 đôi mươi nay đều đã trở thành bà nội, bà ngoại. Trên gương mặt mỗi chúng ta đã hằn lên những nếp nhăn thời gian, mái tóc trên đầu đã đổi màu theo năm tháng. Những sợi tóc pha xương ấy là những nụ cười rạng rỡ, vô tư, chất lính ngày xưa. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Và hơn thế nữa, mỗi chúng ta vẫn vẹn nguyên phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Trong số chị em chúng ta khi xuất ngũ trở về, có người tiếp tục học tập để trở thành những cán bộ chủ chốt của các tỉnh, của thành phố, các địa phương, có những người trở thành những cựu chiến binh sản xuất
làm ăn xa, song tất cả chúng ta đều bỏ tâm huyết sức lực của mình để xây dựng kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương nơi mình sinh sống. Các đồng chí thân mến, 50 năm trôi qua là cả một chặng đường. Tuy mỗi người một công việc, ai cũng phải lo toan vất vả, song từ trong sâu thẳm tâm hồn ta luôn nhớ về nhau. Chính xuất phát từ những lý do trên và thể theo nguyện vọng của đại đa số chị em, chúng tôi gồm ba tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đã tìm kiếm, kết nối, hợp tác để tổ chức lên buổi gặp mặt hôm nay. Mà tiêu biểu là những đồng chí Thành, đồng chí Ngọc, đồng chí Hợp, Hải Phòng, đồng chí Hải, đồng chí Thanh, đồng chí Vẻ, Hải Dương, đồng chí Lĩnh, Hưng Yên đã không ngại tìm kiếm tất cả các đồng chí trên mọi miền Tổ quốc để hôm nay chúng ta có cuộc hội ngộ này. Tôi xin một tràng pháo tay để hoan nghênh các đồng chí ở trên. Tôi cũng xin hoan nghênh các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đã bớt chút thời gian, không ngại khó khăn đường xá xa xôi từ mọi miền Tổ quốc đã về đây góp mặt góp sức vào thành công của cuộc gặp mặt này. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, như những cánh chim bay về tổ ấm, lần đầu tiên gặp mặt sau 50 năm nhập ngũ, trong niềm vui hội ngộ này, tôi mong rằng chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn những tình cảm đồng đội cao quý này trong suốt cuộc đời còn lại. Hãy tiếp tục kết nối, hãy chia sẻ động viên nhau trong đời thường, xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt ngày hôm nay vang mãi khúc quân hành. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời chị đồng chí Bích Hợp lên phát biểu tham luận ạ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đồng đội, mới đấy đến nay đã 50 năm trôi qua kể từ ngày tôi cùng các bạn lên đường nhập ngũ. Chúng tôi làm đơn tình nguyện đi bộ đội khi giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Chúng đã cho máy bay B-52 mang bom giải thảm xuống Hải Phòng, quê hương tôi vào ngày 16 tháng 4 năm 1972. Đợt tuyển quân 11 tháng 5 năm ấy, 50 cô gái Hải Phòng thuộc hai quận Lê Chân, Hồng Bàng đã trúng tuyển vào quân chủng Hải quân, chia tay gia đình bạn bè, chia tay thành phố cảng thân yêu, từ giã bút nghiên, từ giã tuổi học sinh. Chúng tôi lên đường khi đang bước vào tuổi 17-18. Chiều ngày 15 tháng 5, sau lễ giao quân, chúng tôi theo cán bộ tuyển quân về đơn vị. Đêm đầu tiên trong quân ngũ, chúng tôi nghỉ tại một ngôi trường ở Tân Dương, Thủy Nguyên. Chiều tối hôm sau, chúng tôi lên ô tô để ra đảo Cái Bầu, Quảng Ninh. Trên đường đi, vào lúc đêm tối, chúng tôi tận mắt nhìn thấy cảnh bom Mỹ đánh phá thị xã Hồng Gai, Quảng Ninh, đổ nát, hoang tàn. Chúng tôi đặt chân lên đất đảo khu Hạ Long thuộc Cẩm Phả huyện lúc nửa đêm. Hai ngày tiếp theo đó có thêm 70 đồng chí quê ở Hải Hưng, nay là Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, sáp nhập thành một đại đội nữ. Mấy ngày đầu, tiểu đoàn tổ chức cho lính mới học tập, quán triệt, sắp xếp công tác huấn luyện. Tôi và 5 đồng chí cán bộ quản lý, y tá được cử đi tiền trạm để chuẩn bị cơ sở vật chất cho đội đầu. Ít ngày sau, toàn đại đội tập trung về xã Đoàn Kết, nơi cách xa tiểu đoàn khoảng chục cây số đường rừng núi. Chúng tôi được bố trí ở tại nhà dân. Người dân nơi đây hầu hết là người dân tộc Sán Dìm, rất là mộc mạc, chất phác và yêu quý bộ đội. Tôi được biên chế về tiểu đội 1, trung đội 1. Tiểu đội tôi được về ở gia đình Bắc Chiến là chủ tịch xã lúc bấy giờ. Trải qua 3 tháng huấn luyện cơ bản, chúng tôi được học tập chính trị, điều lệnh đội ngũ, thực hành rèn luyện trên thao trường khi tập bắn lúc tập bơi, rồi cả nhiều đêm tập báo động, mang toàn bộ quân trang không để lại dấu vết. Chạy hành quân nhiều cây số tuy rất mệt nhưng cũng rất vui. Những phiên các đêm chỉ có 2 người lúc giao ca, một người gác tại chỗ, một người đi gọi bản giao cách nơi gác mấy cây số. Có đêm mưa to phải nội qua các con suối, nghe tiếng côn trùng rên rỉ, nghĩ tới các bài học gặp tình huống biệt kích tập kích bất ngờ. Chúng tôi thấy gai cả người, khi thì nín thở, tim đập thình thịch, khi thì hát thầm hết bài này.
Cứ thế, chúng tôi đã quen dần và mạnh mẽ lên không như những ngày đầu nữa. Ngoài giờ học tập rèn luyện, chúng tôi còn lao động lên rừng chặt cây vác gỗ. Rừng ở đây nhiều con vắt lắm, mà cũng rất nhiều cây sơn. Không may vô tình chạm phải thì ngứa rách da. Thỉnh thoảng đi lấy gạo ở Cẩm Phả huyện, mỗi người đeo ba lô vác 30 cân. Và tôi thì thường được phân công là cầm càng xe cải tiến. Mỗi khi kéo xe vượt qua những chặng đường, vượt lên đến đỉnh dốc, được nghỉ giải lao, là chúng tôi lại phóng tầm mắt ngắm cảnh biển trời Hạ Long đẹp tuyệt vời và lại cùng nhau thưởng thức cốc thạch gang của miền Sơn Cước. Tôi và đồng chí Oanh ngọ quê Hải Hưng còn được cùng với anh Trung, Trung đội trưởng, là hôm nay anh Trung có mặt ở đây ạ, đào tặng gia đình nhà dân nơi trung đội đóng quân một giếng nước trong mát ngọt lành. Những ngày tháng tại vùng đất đảo này đã in dấu biết bao kỷ niệm về tình đồng chí, tình bạn vô cùng trong sáng thiêng liêng của chúng tôi. Những lúc bạn bè, đồng đội quan tâm chăm sóc động viên nhau khi nhớ nhà, khi rèn luyện gian khổ, khi có một lá thư tất cả cùng đọc chung, rồi tặng nhau những trái sim tím mọng, rừng ở đây nhiều sim lắm. Ôi, biết bao kỷ niệm vui buồn, hồn nhiên, ngây thơ, mơ mộng, mãi mãi vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi và song hành cùng chúng tôi suốt cả cuộc đời. Sau 3 tháng huấn luyện, chúng tôi đã có những phẩm chất, bản lĩnh, kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ quân đội nói chung và người chiến sĩ hải quân nói riêng. Chúng tôi được điều động về các đơn vị, tôi và một số đồng chí được phân công về trung đoàn 126, đây là đơn vị bộ đội đặc công hải quân đóng ở Quảng Yên. Tạm biệt đất đảo, tạm biệt trường huấn luyện và những người đồng chí, người bạn vô vàn yêu dấu. Chúng tôi chia tay nhau lên đường nhận nhiệm vụ mới vào ngày 16 tháng 8 khi mùa thu sắp về. Sau này khi có dịp trở lại thăm nơi đóng quân cũ, xã Đoàn Kết, nay là sân bay Vân Đồn, tôi đã đứng ở nơi đó và nhớ lại tất cả các đồng chí, đồng đội. Và có một cảm xúc để tôi ghi ngay lại đây, xin đọc tặng. Kỷ niệm thăm lại đảo Cái Bầu, nơi đóng quân ở C-15, tiểu đoàn 9, những ngày đầu nhập ngũ. Năm tháng trôi dần trong cách xa, ngày xưa đất đảo vẫn xanh màu, thu đông nhớ mãi tỉnh Đông Bắc, để tôi sao xuyến gió thu về. Ơi mùa mưa ngâu đã qua chưa, dòng đời lặng lẽ bỗng dâng trào, tất cả bỗng về trong vắng lặng, trong giạt rào của sóng của tôi. Kỷ niệm tuổi thơ bước vào đời, trăng tròn áo lính đảo trời mây, Hạ Long niềm tin bao ước vọng, thiên cảnh lung linh với tình người. Đã bao năm rồi tôi bỗng xa, để nay ngơ ngác bỗng trở về. Nắng chiều trùng dốc vương vương nắng, mây tím rừng xanh hay tím sim. Ngây thơ mơ mộng trên cánh sóng tuổi đời, đôi mắt ngút trời mây, mà chân không tròn nơi dốc đứng, mà lòng không nản với vực sâu. Ơi cái gió thu gọi tâm hồn, cảnh cũ người xưa giờ muôn lối, chợt đến chợt đi chợt trở về, để lòng xe lại với tháng năm. Năm tháng trôi dần trong cách xa, thu đông năm xưa bỗng trở về, như kỷ niệm vẫn còn sống động, gợi nhớ lạ lùng, nhớ khôn nguôi. Đường đời muôn lối xa vạn dặm, dừng chân nhìn biển sóng dạt dào, tất cả qua đi nay trở lại, quá khứ tương lai gió thu về. Tất cả qua đi, nay hội tụ, 50 năm đồng ngũ nơi này, gặp nhau hôm nay tình thương mến, mãi mãi ân tình biển rộng sâu. Hôm nay sau 50 năm, nửa thế kỷ, nhớ lại những kỷ niệm ngày đầu nhập ngũ, nhớ lại những năm tháng không thể nào quên, nhớ lại đồng chí và bạn bè, ai còn, ai mất, hiện nay sống ra sao, không biết lúc này mọi người có nghĩ như tôi không? Mặc dù trong cuộc sống cũng phải trải qua nhiều gian nan, vất vả, thăng trầm, nhưng chúng tôi thấy cuộc đời và bao đồng chí đã tặng chúng tôi rất là nhiều may mắn và hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc thật là đơn sơ và bé nhỏ. Với bao cảm xúc như suối nguồn không gì diễn tả nổi, chúng tôi xin thành kính biết ơn, cảm ơn, tri ân công đức và nguyện cầu cho các hương linh của cha anh, của các thế hệ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, được siêu thoát về cõi an lạc hạnh phúc. Hôm nay, một nhân duyên đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của nữ chiến sĩ hải quân thuộc thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, tôi vô cùng xúc động được chia sẻ tâm tư, tình cảm, kỷ niệm cùng với toàn thể các đồng chí.
Xin cảm ơn tất cả các đồng chí đã lắng nghe. Xin kính chúc cho quân chủng Hải quân ngày càng ổn định, phát triển toàn diện, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin kính chúc các vị đại biểu, đồng đội và gia đình mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thanh Tuyên sẽ tặng chúng ta bài thơ Hải quân nhân dân làm theo lời Bác. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các chị, các bạn và các em khóa 72 Lữ Hải quân, cho tôi gửi lời tới thăm sức khỏe tới gia đình và các người, mà lời chúc sức khỏe và hạnh phúc xin gửi tới các chị, các vị đại biểu, các chị, các bạn lời thơ mà mời các bạn lắng nghe. Khi xưa ta mới có đêm, bây giờ ta đã có thêm ban ngày. Khi xưa chỉ có rừng cây, ngày nay có cả biển trời. Rầm vang vòng từ ngàn xưa, sóng vẫn vỗ đôi bờ rào rạt. Tình biển rộng bao la bát ngát, chan hòa như tình bạc thương ta. Mối hận thù giặc Mỹ gây sâu gấp mấy độ sâu đáy biển, sóng cuộn như chiều dâng nước cuốn, vang vọng hai miền lừng lẫy chiến công. Những người con trung hiếu vẹn toàn, mang trên vai nước xanh sóng cả, quê tiên dâng mình trong dòng thác lũ, sĩ niên tròn đời trong nước chiều dâng. Lãng hoa thơm quân đội bảy anh hùng, đượm sắc thắm đoàn tàu quân giải phóng, tấm gương sáng những hạm tàu ngày đêm ruột thịt bạc nam. Công binh hải quân phơi phới tâm hồn, rực lửa trong tim, quyết chiến thắng âm mưu phong tỏa, trong gian nguy vẫn dẫn lối ta đi, giữa bom đạn trường vẫn uy nghi, mở rộng cửa đón những học viên về cùng tổ ấm, tiến những cánh đại bàng ra khơi nước sóng. Tiện những con người hồng thắm chuyến sâu, tiện những con tim đến với con tàu, và cuộc sống hòa cùng biển cả. Hải quân nhân dân quyết tô thêm rực rỡ 16 chữ vàng tỏa ánh lung linh. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh sẽ hát tặng chúng ta bài hát Nỗi nhớ cựu chiến binh. Xin trân trọng mời đồng chí Nguyễn Thanh lên sân khấu ạ.
nhau đây những cựu chiến binh từ năm tháng ngày xưa hiện về gặp lại nhau đây ai còn ai mất để lòng tôi thương nhớ bồi hồi ôi những tháng năm mà ta không thể nào quên những tháng năm cùng nhau chia bom xé đạn ôi thiêng liêng sao thắm nghe tình đồng đội gặp nhau hôm nay lòng sao bâng khuâng nỗi nhớ không nguôi lại nhau đây những cựu chiến binh người bao năm tháng lòng ta vẹn tình hẹn gặp nhau đây những cựu chiến binh tưởng như năm tháng ngày ta vẹn tình ôi đất nước ta bình yên tràn hòa lời ca có chúng tôi chung tay dựng xây trên mỗi quê hương khó giang mình đồng đội nhau hôm nay dựng xây tương lai đất nước đẹp ôi thiêng liêng sao thắm nghe tình đồng đội gặp nhau hôm nay lòng sao bâng khuâng nỗi nhớ khổ gặp lại hôm nay những cựu chiến binh từng như năm tháng ngày xưa quên tình hôm nay ai còn ai để lòng tôi thương nhớ bồi hồi nay đất nước ta bình yên tràn hòa lời ca có ôi thương ngoại chung tay dựng xây trên mỗi quê hương có gian hình đồng đội gặp nhau hôm nay lòng sao bâng khuâng nỗi nhớ không nguôi. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Băng lên đọc lời bế mạc đại hội. Kính thưa các anh các chị, được sự phân công của ban tổ chức hội tổ chức buổi gặp mặt, tôi xin đọc bài bế mạc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể chị em cựu quân nhân Hải quân năm 1972 thân mến. Thế là bao ước mơ, mong đợi của chị em chúng ta đã thành sự thật. Chúng ta lại được gặp nhau sau vừa tròn 50 năm xa cách. Những tình cảm bị dồn nén trong trái tim mỗi người nay có dịp trào dâng, mang đến cho nhau cả tình yêu và nỗi nhớ suốt bao năm tháng qua. Chúng ta thật sự vui mừng khi được biết thêm những kiến thức mới, khi được nghe thời sự về tình hình biển đảo và hoạt động của quân chủng hiện nay. Qua đó càng tự hào được thấy quân chủng Hải quân không ngừng lớn mạnh và ngày càng hiện đại, càng vững tin các thế hệ tiếp theo sẽ phát huy truyền thống của quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức giữ gìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta được nghe tâm sự của một số chị em ôn lại những hy sinh gian khổ nhưng đầy tự hào của tháng ngày trong quân ngũ thời chiến tranh. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong ký ức của mỗi chị em nữ chúng ta được gặp lại nhau trong niềm xúc động và ấm áp tình đồng đội khi xưa. Thay mặt toàn thể chị em cựu nữ quân nhân Hải quân năm 1972, xin trân trọng cảm ơn Thủ trưởng Cục Chính trị, các phòng tuyên huấn, phòng công tác quần chúng, Cục Chính trị, phòng quân lực Bộ Tham mưu, báo Hải quân,
gặp mặt đạt kết quả ngoài mong đợi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thủ trưởng, các vị đại biểu đã tới dự và động viên chị em. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí cựu Thủ trưởng của chúng tôi đã không quản đường xá xa xôi, nhiệt tình tới đây dự buổi gặp mặt. Xin chúc mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ hôm nay.